Yes. 1, 2, 3. Now I am preparing for the business trip. Trip. Yes. Trip. 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 Yes, very good. Công tác, chuyến đi công tác thì anh Hoa sẽ có từ business trip. Trip là hay là trip là du lịch mà. Trip là nghĩa thứ nhất là du lịch, nghĩa thứ hai là chuyến đi công tác à, business trip. Business trip là công tác. Yes, business trip. Business trip, công tác. Yeah. Trip. Now I am preparing for the business trip. Very good. 1, 2, 3. Now I am preparing for the business trip. Now I am preparing for the business trip. Yes, now I am preparing for the business trip. Now I am preparing for the business trip. Yes, very good. This one. Prepare. Preparing. Yes, preparing. Preparing. Yeah, preparing. Preparing. Yes, I feel worried about the business trip. Được. Cái preparing, cái chỗ cuối cùng là cái luyện có phải là cái mắng tay cái số 4 là luyện phân cả là. Dạ đúng rồi, cái ngón tay mà mình đeo nhẫn á, thì cái nhẫn đeo là ngón tay của cái là ring à. Ring finger. Cái chữ. Cái là lạp là luôn đúng không? Luôn finger. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Ok. Ring finger. Dạ rồi. Ok. Cùng màu cái chữ nào tính là cái gì nhỉ? Ring. Sa có màu cái móng tay mà năm cái móng tay là móng tay nào tính là sam phân cờ à? Sam thì anh Hoa sẽ có cái từ này, đây được gọi là thumbs. Nào, cái chữ th trong tiếng Việt mình khi đọc trong tiếng Anh là anh Hoa cắn lưỡi giữa hai hàm răng, anh Hoa đọc thumbs. Very good. Khi mà anh Hoa cái chữ này là mình cắn lưỡi giữa hai hàm răng mà mình thổi hơi gió ra, chứ không phải là the. Cái này nó có thổi hơi gió ra luôn và thổi ra và đọc luôn. Dạ đúng rồi. Thumbs. Yes, very good. Thumbs. Yes. Thumbs. Yes, thumbs. Ở đây mình đọc là index fingers. Index fingers cùng cái là middle. Middle fingers. Yes. Xong rồi cái tên là ring. Luôn fingers. Yes. Xong rồi là little. Yeah. Little fingers. Little. Xong rồi là tay trái, tay phải thế nào? Ví dụ là left little fingers là tay trái. Dạ đúng rồi. Left là trái, còn phải là right trong tiếng Anh. Mình có rap cho thôi là sao? Left and right. So okay. Mình chuẩn bị là prepare, đang chuẩn bị là preparing. Vậy cái gì mà anh Hoa đang làm thì anh Hoa phải chọn am, is, are. Xong cái gì đó có thêm in. Và khi mình đang làm thì mình sẽ có thêm cái từ hay giờ trong tiếng Anh. Và từ nào. Rồi tôi đang chuẩn bị giấy tờ. Anh Hoa sẽ có từ giấy tờ trong tiếng Anh là paperwork. Paperwork. Như vậy, bây giờ tôi đang chuẩn bị giấy tờ. Thì anh Hoa rap như thế nào? Bây giờ tôi đang chuẩn bị giấy tờ. Now I am
I'm prepared. Chuẩn bị giấy tờ prepare. Now I'm preparing. Yes. The paperwork. Yes, the paperwork. Như vậy đang làm cái gì đó thì anh Hoa hãy chọn am is are, rồi sau đó anh Hoa mới thêm in vào trong cái hành động được, và có cái từ bây giờ trong tiếng Anh, in và bây giờ. Như vậy chuẩn bị thôi là prepare, còn đang chuẩn bị là preparing. Prepare, preparing. Preparing. Okay. Yes. Preparing. Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ vào ngày mai. Tôi sẽ I will prepare the paperwork tomorrow. Yes, I will prepare the paperwork tomorrow. I will prepare the paperwork tomorrow. This one. I will prepare the paperwork tomorrow. Yeah, rồi. Mà chỗ này có cái chỗ này cái paperwork có số lượng nhiều thì sao? Ví dụ cái mình nói chung chung có xài nhiều không? Cái từ paperwork đây là danh từ không đếm được trong tiếng Anh, thì gọi là uncountable noun. Đó là danh từ không đếm được. Do đó thì khi mà anh muốn dùng danh từ không đếm được mà anh Hoa nói về số lượng nhiều, thì anh Hoa sẽ dùng chữ a lot of. Chỉ có cái chữ nhiều này mới đi chung được với danh từ không đếm được trong tiếng Anh. Danh từ không đếm được. Anh Hoa sẽ dùng là từ much. So you might say that I will prepare much paperwork. Yes, I will prepare much paperwork. I will prepare much paperwork. I will prepare much paperwork. I will prepare a lot of paperwork. Yeah, I will prepare lots of paperwork. Very good, very good. Ok rồi ạ. Như vậy bây giờ tôi đang chuẩn bị giấy tờ. Bây giờ tôi đang chuẩn bị giấy tờ trong công ty thì anh nói như thế nào? Bây giờ tôi đang chuẩn bị giấy tờ trong công ty. Trong công ty. Trong bây giờ nè. Now I'm preparing. Yes. Much paperwork. In của công ty hả? Dạ đây, ở trong công ty ạ. Trong công ty là in work, ở in company ạ? Dạ, in the company, very good. In the company. In the company. Dạ rồi, ở đây thì anh Hoa có thể nói rằng là tôi muốn gặp cô ấy, nhưng cô ấy đang chuẩn bị giấy tờ ở trong công ty. Thì anh Hoa nói như thế nào ạ? Tôi muốn gặp cô ấy nhưng cô ấy đang chuẩn bị giấy tờ ở trong công ty. Nói về cô ấy. Tôi muốn gặp. I want to meet her. Yes, nhưng cô ấy đang chuẩn bị giấy tờ. Cô ấy đang chuẩn bị giấy tờ ở trong công ty bây giờ. But she is preparing. Yes. A lot of paperwork in her company. Yes, in her company. Bây giờ là chữ now. Now. Tôi ở đây thì anh Hoa đã xong từ giấy tờ rồi. Bắt đầu anh Hoa sẽ tập luyện sang chữ tài liệu trong tiếng Anh. Tài liệu thì anh Hoa sẽ dùng. Tài liệu thì document. Yes, document. Thì ở đây là tôi sử dụng điện thoại để tìm tài liệu. Tôi sử dụng điện thoại để tìm tài liệu. Use. Được gọi là okay. Using là đang xảy ra. Như vậy tôi sử dụng điện thoại để tìm tài liệu là gì? I am using. Yeah, nhưng mà tôi sử dụng. Mình tôi... không phải là đang sử dụng mà mình nói chuyện bình thường à. Mình sử dụng cái gì để làm cái gì chứ không phải là ngay bây giờ, ngay lúc này mình đang làm. Tôi sử dụng là ai?
Tôi sử dụng điện thoại. I use my phone. Yeah. My phone too. Find my document. Yes, I use my phone to find the document. I use my phone to find the document. Yes, bây giờ tôi đang tìm tài liệu. Tôi không thể nói chuyện với bạn. Bây giờ tôi đang tìm tài liệu là gì? Bây giờ now. Yes. Bây giờ now I'm finding my document. Yes, document. Và tôi không thể nói chuyện với bạn. I can't talk with you. I can't talk with you. Now I am finding my document and I can't talk with you. Như vậy ở đây tiếp tục vẫn. Bây giờ cô ấy đang tìm tài liệu trên máy tính. Anh nói như thế nào? Cô ấy đang tìm. She is finding your document. Finding document. Yes. Finding your document. Her document. In the computer. On the computer. Đối với máy tính thì anh ta sẽ dùng on trong tiếng Anh. Nhưng mà cái tài liệu ở trong máy tính mà. Đối với tiếng Anh thì khi mà nói là ở trong máy tính thì là nếu mà anh nói là ở trong máy tính là ở trong cái chỗ computer, là đối với cái người sửa máy tính là thợ sửa trong tiếng Anh thì gọi là mechanic, thì họ sẽ mở cái máy tính đó ra và họ sửa chữa ở trong đó. Còn mà mình là người sử dụng, đối với người sử dụng thì người ta không dùng chữ ở trong là in, mà người ta sẽ dùng chữ ở trong là on the computer. Như vậy đối với người sử dụng được gọi là user, được gọi là người sử dụng, thì anh phải dùng là on. Còn khi mà anh là thợ sửa chữa, anh sẽ dùng từ in trong tiếng Anh. Là như vậy, nó khác nhau một chút xíu. Người sử dụng là user. User. Còn thợ sửa thì anh sẽ dùng từ mechanic. Yes, mechanic. A-N-I-C. Yes. Mechanic. No. Mechanic. 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 Yes, mechanic. Mechanic. Yes, very good. Mechanic. Yes. Tôi nói là cái gì nè? Thở sửa hả? Dạ, thở sửa tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Anh Hoa sẽ dùng từ mechanic. Thở sửa, vệ sinh. Vệ sinh, thở sửa. Tiếp theo là mechanic. Mechanic car. Yeah, tiếng Việt xu thì tiếng Anh nó ngược lại khi mà anh Hoa ráp từ với từ. Đó anh Hoa sẽ ráp là car mechanic. Car mechanic. Car phải chứ. Car mechanic. I will
tôi sẽ ngày mai đi xe xe. Tôi sẽ đi xe xe nè. I will call mechanic yesterday. Car mechanic được gọi là người sửa xe hơi, phần tiếng Anh người sửa xe ô tô. Đối với cái công người, người car mechanic là một cái công việc của một con người, được gọi là người sửa xe ô tô. Đi, anh Hoa dùng từ đi thì anh Hoa sẽ dùng từ go to cộng với địa điểm. Hoặc là khi mà anh Hoa nói là đi làm gì, sau đi mà là hành động á, anh Hoa sẽ dùng từ go cộng trực tiếp cho hành động trong tiếng Anh. Yeah, còn mà sửa chữa trong tiếng Anh, mình sẽ có cái từ sửa chữa trong tiếng Anh. Sửa chữa trong tiếng Anh, đây là động từ trong tiếng Anh, thì mình sẽ dùng động từ là repair. Repair là sửa. Như vậy tôi muốn sửa xe ô tô của tôi thì anh nói như thế nào? Tôi muốn sửa xe ô tô của tôi. Tôi muốn sửa xe của tôi. Tôi muốn là I want to repair. Repair sửa chữa my car. Yes, I want to repair my car. Xe của tôi bị hư, tôi cần sửa xe của tôi vào ngày mai. Bị hư trong tiếng Anh, anh sẽ có một cái tính từ là broken. Và khi mà đặt câu với tính từ thì anh sẽ sử dụng cái này sẽ cái này nghỉ quý sư giả sử là repair bị hư là broken. Yes, broken là bị hư. Như vậy xe của tôi bị hư thì anh nói như nào? Xe của tôi bị hư. Broken. Xe của tôi là my car is broken. Yes, my car is broken. My car is broken. The xe của tôi bị hư. So, xe bị hư. Vậy thì anh nói như thế nào? Xe của tôi bị hư. Xe của tôi là my car is broken. Yes, my car is broken. Đúng rồi. My car is broken. So I must go. Yeah, đi sửa xe của tôi. I must go. Must go. Đi sửa go repair my car. I must go repair my car. Tôi cần một thợ sửa xe ô tô. Tôi cần một thợ sửa xe ô tô. I need a car mechanic. Need a car mechanic. Tôi cần gọi điện thoại cho tiệm sửa xe. Anh đã có cái từ tiệm sửa, gọi là tiệm sửa xe trong tiếng Anh. Cái gì mà tiệm sửa thì anh sẽ dùng từ là, nếu mà nói về tiệm sửa xe, là garage. Đây được gọi là tiệm sửa xe trong tiếng Anh. garage. Ở đây là chữ ga, xong rồi anh hãy đọc rõ cái chữ r trong tiếng Việt mình. Garage. Và cuối cùng là âm G trong tiếng Anh. Garage. Garage. Yeah. Garage. 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 Yes, yes. Garage là tiệm sửa xe. Dạ, đúng rồi. Garage. Nhưng mà tiệm sửa xe, cái nó là sửa xe máy ô tô giống nhau à? Dạ, đúng rồi. Tất cả là sửa xe. Cái này là sửa xe. Garage. Tôi cần có số điện thoại của tiệm sửa xe. Tôi cần có số điện thoại của tiệm sửa xe. Tôi cần có số điện thoại.
tôi cần số điện thoại. I need the number phone number. The phone number. I need the phone number. Of the garage. Of the garage. The garage. Yes. Tôi không có số điện thoại của tiệm sửa xe. Tôi không có. I don't have the phone number of the garage. I don't have the phone number of the garage. Dạ rồi. Điện thoại của tôi hết pin. Anh đang có cái từ hết là hành động trong tiếng Anh. Là anh sẽ dùng từ run out of. Điện thoại của tôi hết pin. Còn pin trong tiếng Anh, pin là trong tiếng Việt. Là trong tiếng Anh thì người ta sẽ dùng từ battery. 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 Yes, ở đây là âm air. Battery. Battery. Yes, battery. Battery. Yes. Battery. Là hết pin à? Dạ là battery. Là pin đúng không? Dạ đúng rồi. Battery là chữ pin trong tiếng Anh. Chữ pin là battery. Là hết pin. Hết là hết pin là run out of the battery. Yes, đúng rồi. Như vậy điện thoại của tôi hết pin. Tôi nói như thế nào? Cho nên là hết bây giờ. Yes. Bây giờ long out of the battery là hết pin. Là điện thoại của tôi là hết pin. Yes. Điện thoại của tôi. My phone is long out of the battery. Hết là động từ trong tiếng Anh. Nên không có dùng am is are. Đây là động từ. Là anh ráp bình thường. My phone. Yeah. Điện thoại của tôi hết pin. My phone, điện thoại của tôi là không có pin. My phone, hết là hàng. My phone là loa. Oh, nhưng mà, my phone tu à? Không à. Khi mà anh đặt câu với hành động thì anh đặt câu bình thường thôi. Có nghĩa là ví dụ như là tôi hết tiền đi. I run out of money là câu bình thường. Khi mà có cảm xúc hoặc là nói về tính từ thì bắt đầu anh mới tên A. Rồi I will. Bây giờ giống vậy mình không có cảm xúc mình nói thẳng đâu nè. My phone run out of. Dạ đúng rồi. Battery. Dạ đúng rồi. Và ở đây thì là danh từ số ít. Và khi nào mà danh từ số nhiều thì động từ nguyên mẫu, danh từ số ít thì động từ nó sẽ thêm s vào. Đây là phone là một cái thì anh Hoa phải thêm s vào động từ. Runs out of battery. Yeah. My phone runs out of battery. Yes, okay. Sạc, anh Hoa sẽ có cái hành động sạc trong tiếng Anh. Anh sạc điện thoại là anh sẽ dùng động từ là charge. Cục sạc thì anh sẽ dùng động từ là charger. Sạc là charger. Ở đây là sạc mà nó không có chữ r phía sau. Cái đó anh sẽ đọc là charge. Charge. Yes. Cục sạc là charger. Charge là sạc pin. Dạ đúng rồi, sạc pin. Charge. Charge. I chỉ phải sạc pin. I must charge my điện thoại của tôi. My phone. I must charge my phone. Tôi không tìm cục sạc. Tôi không tìm thấy cục sạc. I must charge my phone. Tôi không tìm thấy. Yeah, tôi không tìm thấy cục sạc. Tôi không tìm thấy cục sạc. Cục sạc là charge. I don't find
the charge. I don't find the charger. But mình không tìm thấy, tôi không thể tìm thấy cục sạc. Tôi không thể tìm thấy cục sạc. Ủa? Từ từ, Mì Miền, tại sao cái nào là cái charger, là charger? Charger là cục sạc. Không, cuối cùng là cái này sao thêm cái chữ L là sao? Thêm cái chữ R vô là nó thành danh từ, nó thành đồ vật. Mà không có chữ L, nó thành hành động. Yeah. Cái là hành động là không có R. Yeah, hành động mà nó không có R. Còn mà là danh từ sự vật, là đồ vật thì nó sẽ có R. Bây giờ nạp sau nạp của cái chỗ L nạp nè. Thì anh Hoa sẽ đọc là charger. Charger. Yes, charger. Charger. Yes. So. Charger. Charger. Okay. Charger. Yes. Tôi không thể tìm thấy cục sạc. Tôi không thể tìm thấy cục sạc. Tôi không thể nè. I can't find the charger. Yes, I can't find the charger. I can't find the charger. Nếu tôi không thể tìm thấy cục sạc, tôi sẽ không thể sạc điện thoại của tôi. Nếu tôi không thể tìm thấy cục sạc. Nếu tôi không tìm thấy if I can't. Yeah, tìm thấy cục sạc. If I can't fight the charger. Tôi sẽ không charger. Tôi sẽ không thể sạc điện thoại của tôi. Tôi sẽ không thể sạc điện thoại của tôi. Tôi sẽ là I will. Yeah, tôi sẽ không. Tôi sẽ là I will not. Yeah, tôi sẽ không thể. I will not be able to. Yes, sạc điện thoại của tôi. Sạc điện thoại của sạc là charge my phone. I will not be able to charge my phone. Yeah, I will not be able to charge my phone. Tôi cần mua cục sạc mới. Tại vì tôi cần sạc điện thoại của tôi ngay bây giờ. Tôi cần mua cục sạc mới. Tôi cần I need to buy new the battery. Tôi cần mua cục sạc mới. Cục sạc là charger. Yes, tại vì tôi cần sạc điện thoại của tôi ngay bây giờ. Tại vì tôi cần sạc điện thoại của tôi ngay bây giờ. Bây giờ nè. Because I tôi cần sạc điện thoại của tôi ngay bây giờ. Cũng tôi cần là I need to charge my phone. Yes, ngay bây giờ. And now. Yes, right now, ngay bây giờ. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Thì anh nói như thế nào? Điện thoại của tôi hết pin. Điện thoại của tôi là my phone is broken. Điện thoại của tôi hết pin blue hết pin my phone run out of battery. Yeah, phone là danh từ số ít là một cái, cho nên động từ nó sẽ thay mask. Runs out of the battery.
Điện thoại của tôi còn 10% pin hay là bao nhiêu phần trăm? Yeah, sẽ có hành động to be là AMSR, sẽ cộng cho con số và sẽ cộng cho phần trăm. Phần trăm trong tiếng Anh thì sẽ đọc là percent. Và cuối cùng là pin là battery. Như vậy điện thoại của tôi còn 5% pin thì anh nói như thế nào? Điện thoại của tôi còn 5% pin. Điện thoại của tôi, my phone is half. Yeah, năm chứ không phải là một nửa. À. 5%. Is 5% battery. Yeah. Yes, battery. iPad của tôi còn 15% pin. iPad của tôi còn 5% pin à. iPad của tôi là my iPad. Yes. Is only 15 but 15% yes. percent battery. Yes, 15% battery. Tôi cần sạc điện thoại của tôi ngay bây giờ. Tôi cần sạc điện thoại của tôi ngay bây giờ. I need to charge yes. my phone. Yes, right now. Right now. Yes. Nếu tôi không sạc điện thoại của tôi sẽ sập nguồn. Thì anh sẽ có cái từ sập nguồn hoặc là tắt nguồn trong tiếng Anh. Thì anh sẽ dùng từ là shut down. Shut down mà tắt. Dạ đúng rồi, cái đó là sập nguồn, tự động nó sập xuống, tự động nó tắt. Tự động nó tắt. Shut down. Shut down. Shut down. Yeah. Điện thoại của tôi sẽ sụp nguồn. Nếu tôi không sạc điện thoại, điện thoại của tôi sẽ sụp nguồn. Nếu tôi không sạc điện thoại. Nếu tôi không sạc điện thoại. I don't need to charge my phone. Yes, điện thoại của tôi sẽ sụp nguồn. My phone của tôi là sẽ my phone will. Yeah, so is là nói về tính từ cảm xúc, còn mà sẽ yes. Sẽ là my will. My phone will. My phone là màu cái. My phone will shut down. My phone will shut down. Yeah, my phone will shut down. Tôi không muốn điện thoại của tôi sụp nguồn. Tôi không muốn điện thoại của tôi. I don't want my phone. Yeah. Oh. Tắt nó ra. Tôi không muốn điện thoại. I don't want my phone. Yeah, sụp nguồn. To shut down. Yes, I don't want my phone to shut down. Tôi phải sạc điện thoại ngay lập tức. Tôi phải sạc điện thoại ngay lập tức. I must charge. Cái này không đọc charge. Đây là chỉ là bỏ e đi, khi mà là hành động thì bỏ e đi, anh chỉ đọc có âm hai âm phía trên thôi. Charge. No, anh đọc nhưng thổi hơi gió ra, khi viết thì nó có chữ e, khi đọc thì nó sẽ không có chữ e. Chữ g trong tiếng Việt. Chữ g trong tiếng Việt là chữ g, cái đó anh sẽ đọc là charge. Charge. I must charge my phone now.
Yes, I must charge my phone now. I must charge my phone now. Nếu tôi muốn sạc điện thoại, tôi phải cắm phích điện vào trong ổ cắm điện. Thì anh đang có cái chữ là ổ cắm điện trong tiếng Anh. Và anh sẽ dùng từ socket. Điện là ổ cắm là socket. Yes, socket. 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 No, I'm all socket. Socket. Yes, very good. Socket. Socket. Yes, socket. 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 Socket na. Yeah. Socket na. Socket na. Cái ổ cắm. Ổ cắm. Ổ cắm. Chống điện. Chà chỗ. Chà chỗ. Na. Socket. Yeah. Ổ cắm, ok. Cùng cái phích điện là cái gì? Phích điện là cái ở đây là em sẽ có một cái phích điện ở đây. Ok, this one. Plug. Phích điện là cái plug. Ở đây, đây là cái phích điện. Phích điện. Phích điện xong rồi là plug. Yes. Plug. Yes, I'm a plug. Plug. Yes. Plug into the socket. Yes, yes. Rồi bây giờ tôi phải cắm phích điện vào trong ổ cắm điện. Anh Hoa có cái từ cắm, cái hành động mà cắm vào giống như cái bàn tay ở đây. Thì mình đang thấy cái bàn tay ở đây là ông này ông cắm vào. Thì anh Hoa cắm vào, cắm nè, hoặc là đặt nè, để là dùng một hành động trong tiếng Anh là từ put vào trong cái put. Gì anh Hoa sẽ dùng put into. Yes, put phải put và put into à? Dạ đúng rồi, put cái gì into cái gì là cắm cái gì vào trong cái gì, đặt cái gì vào trong cái gì. Và đây là cấu trúc của nó. Như vậy tôi cắm phích điện vào trong ổ cắm điện. Thì anh nói như thế nào? Tôi cắm phích điện vào trong ổ cắm điện. Cắm phích điện. I put plug. Plug. I put the plug. Yes, vào trong ổ cắm điện. Into the socket. Yes, into the socket. Nếu bạn muốn sử dụng cục sạc, bạn phải cắm phích điện cục sạc vào trong ổ cắm điện. Như vậy mình đang có cái từ được gọi là phích điện cục sạc. Thì cái hình ảnh ở đây thì anh Hoa sẽ thấy được cái phích điện cục sạc nó rõ ràng hơn. Thì người ta sẽ gọi là đây, phích điện cục sạc. Here. Đây là cục sạc trong tiếng Anh. Và cục sạc thì nó có cái phích điện, cái chui điện của nó. Đây, cái chui điện ở đây. Đây là cái chui điện. Cái chui điện cắm vào ổ cắm điện. Như vậy ở đây anh Hoa sẽ có là phích điện cục sạc. Thì anh Hoa sẽ dùng là charger plug. Charger plug. Charger plug. Yes, charger plug. Charger plug. Plug. Charger plug là chống điện. Na điện. Charger, chống điện. Chà thử. Yes, charger plug. Chà thử. Chống điện chà thử. Charger plug. Yes. Charger plug. Chống điện chà thử. Ok. Charger plug. Được rồi. Như vậy là trước khi tôi sạc điện thoại,
tôi phải cắm phích điện cục sạc vào trong ổ cắm. Như vậy trước khi tôi sạc điện thoại ạ. Trước khi tôi before I charge my phone. Yes. Tôi phải cắm phích điện cục sạc vào trong ổ cắm điện. I must put the socket. Very good. Socket. Rồi. Mà còn dây cáp của cục sạc là mấy cái đầu này nè, anh Hoa mới cắm vào trong điện thoại được. Thì cái dây cáp này anh Hoa sẽ gọi là charger cable, cáp điện thoại. Charger là cục sạc và dây cáp để mình cắm vào điện thoại là charger cable. Cáp điện thoại. Cái này là nguyên một cái dây giống vậy đúng không? Dạ, nguyên nữa. Nguyên một cục dây. Nếu mà nguyên một cái dây á, thì anh Hoa sẽ có cái dây trong tiếng Anh. Thì anh Hoa sẽ nhìn ở đây là anh Hoa sẽ có cái dây. Cable wire. Nếu mà gọi là cái dây, nguyên một cái dây là nó có hai đầu. Cái dây á, người ta sẽ dùng là đây. Người ta sẽ gọi là cable wire. Nó sẽ có mấy cái đầu. Wire. Nhưng mà cái này. Dây. Thì dùng cái dây khăm. Ý nó hồi nãy quên màu cái dây sạc pin à, dây sạc điện thoại là bật giống hồi nãy á, tại vì cái này là cái dây khăm mà đúng không? Nếu mà quên một cái dây sạc điện thoại thì dây sạc điện thoại thì nó sẽ gồm có là cái cục sạc, đây là dây sạc điện thoại của anh Hoa. Thì thứ nhất là anh Hoa phải bao gồm là nó sẽ bằng anh Hoa phải mua được cái cục sạc đó bên nước ngoài, nó lại tách ra từng bộ phận nó mới bán chứ nó không bán chung. Thì nó bán cái cục sạc thì nó phải có một cái dây cáp đi chung, thì cái dây cáp đó người ta sẽ gọi là cable wire. Đó, thì một cái dây cáp đi chung với cái cục sạc. Thì trong cái cục sạc ấy, thì nó sẽ có hai cái à, trong cái cục sạc thì nó lại bao gồm cái phích điện thì gọi là cái plug, cái cục sạc thì nó lại có cái phích điện và nó sẽ có một cái chỗ mà để mình cắm vô, thì nó gọi là port trong tiếng Anh. Port đây được gọi là USB port. Thì để cho dễ hiểu thì anh Hoa sẽ nhìn ở đây. Anh Hoa sẽ có là charger, ok, charger USB port là đây. Đây là cục sạc thì anh Hoa thấy cục sạc ở đây là cái hình này nó rõ nhất là cái cục sạc này. Thì ở đây anh Hoa sẽ thấy được là cái phích điện nè, cái chỗ mà mình để mình cắm mật khẩu điện được gọi là plug. Còn cái chỗ mà anh Hoa phải cắm cái dây vào trong tiếng Anh nó rõ ràng luôn chứ nó không có chung chung như tiếng Việt của mình. Là nguyên một cái dây, mình người Việt mình nói là dây sạc điện thoại thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó rõ ràng. Nhưng đa, nguyên cái này gọi là cục sạc. Người ta sẽ gọi là charger. Là đây, cái chữ của nó là charger. Cái chỗ mà cắm điện vào là gọi là plug trong tiếng Anh. Plug. Còn những cái lỗ mình gắn cái dây cáp vào thì được gọi là USB port. Port là những cái chỗ mà mình cắm vào để mình lấy điện ra. Đây được gọi là USB port. Ở đây thì nó sẽ có rõ ràng hơn. Đây là bốn cái USB ports. Như vậy ở đây anh Hoa thấy được rằng một cái cục sạc trong tiếng Anh nó sẽ gồm là thứ nhất là charger, thứ hai cái chỗ mà cắm điện vào, phích cắm điện được gọi là plug, cái thứ ba cái khu vực mà mình cắm cái dây vào được gọi là USB port, và cái thứ tư thì cái gọi là cái dây sạc thì anh Hoa sẽ đây là cái dây thôi nha, thì anh Hoa sẽ dùng từ charging cable. Nó rõ ràng là như thế luôn. Rồi như vậy ở đây thì bắt đầu anh Hoa sẽ gợt nó lại, hồi nãy là dây sạc điện thoại thì bây giờ anh Hoa thấy hình rất là dễ hiểu rồi. Dây sạc thì anh Hoa sẽ dùng từ charging cable. Tiếng Việt mình nó gọi là cáp à, dây cáp, nhưng mà trong tiếng Anh á nó nhái tiếng Anh đó. Tiếng Anh thì đọc là cable, tiếng Việt nó nhái lại được gọi là cáp, dây cáp, tiếng Việt, nó giống âm,
nó giống âm đọc thôi. Dây sạc thì anh Hoa sẽ dùng từ charging cable. Còn cái chỗ mà hồi nãy anh Hoa thấy mà để lấy điện á, chỗ lấy điện của đập, chỗ lấy điện cục sạc, chỗ lấy điện cục sạc thì hồi nãy anh Hoa thấy là USB, gọi là cái cổng, cổng lấy điện cục sạc được gọi là port trong tiếng Anh. Người ta sẽ dùng cái từ cổng, cái từ port này là dùng cho công nghệ thông tin rất là nhiều và nó sử dụng chung luôn port. Rồi như vậy ở đây là trước khi sạc điện thoại tôi phải chuẩn bị cục sạc và dây sạc. Thì anh Hoa nhớ cái dây sạc là cái nguyên một cái dây như thế này, nguyên một cái dây như thế này, chưa có cái cục sạc nào cái này, nguyên một cái dây thôi, không có cái cục sạc. Bây giờ bắt đầu mình đi rõ ra là trước khi tôi sạc điện thoại tôi sẽ chuẩn bị dây sạc và cục sạc. Và cục sạc thì ở đây mình bắt đầu làm lại ở đây, dây sạc và cục sạc. Cục sạc và anh Hoa học là charger, dây sạc, cục sạc, cổng lấy điện cục sạc, rồi phích phích cắm điện hoàn toàn plug cái này dây ổ cắm điện. Thì hồi nãy anh Hoa có là socket, đây là bốn chữ nó socket. Hay nhầm với nhau, nó hay lẫn socket lắm. Socket yes, ủa cái này nhiều, cái này nhiều thế nhỉ, cái chia tế rõ, chia tế cái chính năng phấn rõ ràng luôn. Dạ, phân gõ ngay luôn. Dạ, như vậy dây sạc là charging. Charging, dạ đúng rồi. Charging. Charging. Sao mà cái nào? Cable. Yes. Cable. Yes, very good. Cable. Charging cable là cái dây sạc. Dạ đúng rồi. Dây sạc. Điện sạc. Chống điện sạc. Chống điện. Ui, cái này hay cái nụng, hay dễ nụng. Cái này là dây sạc. Xong rồi là charging cable. Là dây sạc cùng cái cục sạc là charger. Dạ đúng rồi, cục sạc là charger ở đây. Thì chỉ là cái cục thôi. Chứ chưa có cái dây. Charger. Chống điện thủ. Điện thủ. Chà thủ. Charger. Cái nào charger là cái nào cùng cái là cái dây. Hai cái. Ok. Cái là màu. Dạ, trong cùng màu cái. Ở đây là cùng là, màu. Trong cái đầu mà anh Hoa đang nói á, thì nó có những cái lỗ để mình cắm cái dây vào, được gọi là USB port. Port. Ồ, nhưng mà cái là nào, ví dụ cái hồi nãy người ta có hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, mình nói chung chung là USB port. Dạ, mình có thể nói là bốn cái được gọi là four. Nó có bốn cổng lợn xài rất là đã, được gọi là four USB ports, là bốn, là mình thêm số bốn cho thôi là xong. Anh Hoa thấy nè, sản phẩm cái người ta đề số bốn nè, rồi sau người ta đề chữ port nè, là bốn, là bốn cái cổng, bốn cái cổng để cắm cái dây USB vào, là four USB ports. Nếu như cái này là ba cái thì là three port. Dạ đúng rồi, chính xác là three ports. Cái người ta dạy thính lộ nào mấy cái là mình nói ba cái, hai cái, năm cái. Dạ. Thì mình lấy cái số cái thôi. Dạ đúng rồi, còn cái này là cái ổ cắm điện. Hồi nãy anh Hoa học cái ổ cắm điện là socket. Socket. Dạ, socket. Socket. À, tí tí. Ủa, cái này nhớ nụng này. Cái này mới là socket là cái dây cắm điện. Ổ cắm điện, cái ổ. Ổ. Ổ cắm điện đúng không? Ổ cắm điện socket. Yes, socket. Chà thủ. Chạy giữa, chà thủ. Chạy giữa, chà thủ. Chà thủ. Chà thủ. Chà thủ. À, cái chà thủ này nè. Với nó phải... Rồi, anh Hoa nhớ là... Charging cable. Dạ. Cũng vào cái nào nè. Charger.
Đúng sao rồi. Mà ha, sao mà mới ngắn vào, mới ngắn vào cái là socket. Dạ đúng rồi, socket, chính xác rồi. Gắn vào cái ổ cắm à, điện. Okay. Nhưng mà mình lấy cái bộ phận nào mình gắn vào cái ổ cắm điện thì mình phải lấy cái phích điện mà nó gắn vào được cái ổ cắm điện. Cái phích điện trong tiếng Anh thì là plug. Đúng rồi, plug. Như với vậy cái tiếng là của Napa là hai cái sắt đúng không, hai miếng sắt là dạ đúng plug. Rồi. Dạ đúng rồi, là cái ổ cắm điện là cái này à, cái phích cắm điện á là cái cục sắt á, cái cục sắt mà để anh Hoa cắm điện vào á là đây nè, cái cục này nè nó có hai cái sắt này nè, để mình cắm vào thì được gọi là plug. À, nhưng mà ở đây có những cái là plug 2 hay là plug 1, plug 3 thì nói sao? Dạ, Mình nếu có mà nói chung nó, nếu nếu mà gọi là nói về cái plug thì anh Hoa sẽ có đây là người ta sẽ gọi là standard plug, được gọi là cái phích điện tiêu chuẩn của châu Á, phích điện tiêu chuẩn của châu Á thì anh Hoa sẽ dùng từ standard. Standard là tiêu chuẩn, còn mà phích điện mà của châu Âu, tiếp phích điện mà của châu Âu thì người ta sẽ dùng từ fused plug, thì nó sẽ có ba chấu, được gọi là fused plug, hai chấu thì được gọi là standard. Như vậy ở đây mình nói về cái phích điện thì cuối cùng thì là phích điện mà có hai chấu thì anh sẽ dùng cái từ được gọi là standard plug. Phích điện mà có ba chấu thì anh Hoa sẽ dùng từ là ok, ở đây thì anh Hoa sẽ có từ là fused plug trong tiếng Anh. Fused plug, ba chấu. Standard. Yeah, standard plug. Standard. Standard plug. Yes, hai chấu. Cùng cái này là ba chấu. Cùng cái cầm ba chấu nào đi. Fuse. 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 No, I'm ill. Fuse. Ill. Fuse. Fused. No, I'm you. Fused. I'm phở với lại you. Fused. Yes, đúng rồi. Fused. Some standard. Standard. Ủa cái tín tín ăn xong mà cái phấn rổ thế nhỉ? Dạ. Yeah. Rồi. Nhưng mà để an toàn thì anh Hoa nhìn lại ở đây. Đây là cái nhánh của anh Hoa. Rồi, đây là cái nhánh ở trên nè. Từ đây cho đến đây là cái nhánh của anh Hoa. Còn một cái phần ở dưới là bên em chuẩn bị cho anh Hoa để khai thác vào ngày mai nè. Như vậy trong vòng một tiếng mà anh Hoa đã khai thác được một cái nhánh lớn như thế này. Và bây giờ thì anh Hoa gọi là sẽ ôn bài lại. Chứ mà nếu mà chạy tiếp tục thì nó sẽ bị loạn tiếp tục nữa. Và ngày mai là bắt đầu bên em sẽ chạy ý tưởng từ cái nhánh, những cái cục sạc, những cái dây sạc. Như vậy là anh Hoa nhớ là học thuộc những cái danh từ này để ngày mai mình không có bị loạn á. Chứ mà bây giờ chạy nữa là nó sẽ bị loạn. Okay, thank you so much, Mr. Ha. See you tomorrow, Mr. Ha. Okay, see you tomorrow. Yeah, bye bye, Mr. Ha. Bye bye.